tiếp tục vào việc ăn chơi. Lô đất sau lưng em Hải nha. Đây, thẳng tay này quý chị. Báo cáo với anh chị mình, đây là một lô đất đẹp, vị trí đẹp mà cũng rất hời luôn. Em chọn ra em review để anh chị mình xem. Em nhận định là kiểu gì cũng vào việc sớm thôi. Hôm trước em có review một lô như thế này ở bên đây, nhưng mà đường cột ha, ra rồi anh chị. Lô này là đường thông. À, đây là phường Đông Hòa, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Và con đường trước đất của mình là đường thông quý chị nhá. Trường tiểu học Đông Hòa C ngay này. Đó, đi bộ anh chị nhá, 100m thôi ha. Ngay đây luôn anh chị nhá. Quá trời gần luôn quý chị ơi. Ở đây là phường Đông Hòa, xung quanh đây là tiện ích rất nhiều anh chị, tiện ích bủa vây luôn. Và đây là vị trí đẹp gần Thủ Đức, gần Sài Gòn luôn. Đó, dành cho anh chị nào mong muốn tìm một lô đất tại phường Đông Hòa này, gần đường quốc lộ 1K này, gần làng đại học này, thuận tiện di chuyển thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Lô này là ngang 5m. Đó, mốc giới đó, ngang 5 quý chị. Ra tới đây nhá. Đó, quý anh chị xem này, người ta đang xây nhà quá trời xây luôn quý chị ơi. Cái khu này là khu tái định cư, vừa mới ra sổ luôn là xây nhà ầm ầm luôn quý chị. Hôm rồi em có review một lô ở trong đây và đã ra luôn rồi đó quý chị ha, nhanh gọn lẹ ha. Cái lô của mình sẽ nằm trên cái cung đường này, và đường này là đường thông hai đầu 12m con đường này, mà mình tính cả về hè. Khu này đang sung lắm quý chị ơi. Ở đây là được cái xây tự do nữa, nên là anh chị mình xây gì cũng được đó. Xây một lầu, 2-3 lầu và cấp 4, xây nhà tạm, xây cái gì cũng được. Tại vì ở đây là khu tái định cư. Nếu mà anh chị ở cái lô đất mình đây mà con em mình đi học bên đó là đi bộ thôi. Đây ra đó tầm 100m quý chị. Trường tiểu học Đông Hòa C. Review là phải đúng đủ chính xác minh bạch công khai, đúng không ạ? Đó. À, đất của mình thì kế bên cái trường tiểu học Đông Hòa C rồi, nhưng anh chị nếu mà bước ra đây anh chị sẽ có một cái cụm trường của phường Đông Hòa nữa. Ở đó gọi là hội trường Đông Hòa, có trường cấp 1, trường cấp 2, trường cấp 3 đầy đủ luôn anh chị. 500m ha, đầy đủ luôn. Đây bước ra đây quý chị nha. Đó, nếu mà xéo xéo ra đây anh chị sẽ gặp ngã ba cây lớn, quốc lộ 1K và băng qua bên kia đường là làng đại học quốc gia quý chị ha. Dưới 1km. Đó, thấy chưa? Gần Thủ Đức, gần làng đại học luôn đó anh chị ha. Một vị trí tuyệt vời đẹp của lô đất này. Ở đây người ta cắm mốc cho anh chị hết rồi nha. Ngang 5, dài 12 là vào sát căn nhà trong đó quý chị ha. Ngang 5m này, qua đây. Đó, cắm mốc hết rồi anh chị nha. Rõ ràng minh bạch công khai nha. Đó, lô này anh chị 2,85 tỏi là còn nói chuyện. Báo cáo anh chị mình là hời đẹp ha. Anh chị nào thấy phù hợp vào việc xem sớm anh chị nha. Phải vội đó. Em xin cảm ơn.